Tại sự kiện, hệ thống tưới nước nhỏ giọt chạy bằng năng lượng mặt trời dành cho cây hoa tại vườn hoa Bác Cổ đã được đưa vào hoạt động. Đây là hành động thiết thực trong việc tạo môi trường sống xanh, sạch hơn, gần với thiên nhiên, đồng thời khẳng định cam kết của Israel cùng chung tay với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trong công tác bảo vệ môi trường, hình thành xã hội xanh, sạch, đẹp. Chúng tôi trước đây đã từng làm nhiều dự án tương tự với Hà Nội, như trình diễn một hệ thống lọc nước lấy từ không khí ngay ở trung tâm thành phố Hà Nội. Hôm nay tổ chức sự kiện này, tôi muốn mang đến một thông điệp tích cực cho thế hệ tương lai rằng dần dần chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được hành động và nó không hủy hoại môi trường. Chúng ta hoàn toàn có thể làm việc đó cùng nhau. Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ quán Israel cũng phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức phi chính phủ Green Life tổ chức hoạt động đổi giấy lấy cây, hoạt động nhằm nâng cao ý thức và hành vi về tái chế rác thải trong công chúng.